Rồi chào các bạn nha. Hôm nay gió hơi yếu các bạn ơi. Toàn là dàn sư phụ không. Sư phụ mới diều không. Trời gió. Ui. Ghê. Rồi. Gió đâu ro. Gió đâu ro. Chuyển gió ở đây à hả? Dây nằm dưới đất luôn vậy sao? Dây diều mà nằm đất vậy luôn sao diều bay được? Rớt luôn. Mọi quá không thấy ta. Chạy lẹ lên. U65 này chạy chậm quá. Tốc hành lên. Chạy lẹ lên. Hai tay hai con à. Rồi rồi. Rồi, ăn gió rồi. Có gió. Bay ngon lành ha. Ra chim được hả? Ra chim đi. Mới mua tỏi. Ủa mua điện thoại hả? Đâu hả? Thằng đi không không thấy diều. Có mấy đồ. Cái này chủ nhật cũng queo hả? Thôi cho, tụi má sắm cước bự ăn thả dông hả? Diều bình. Mét 7 nha các bạn. Cảm ơn bay á. Nắng gió lắm. Đúng là nó cũng bay xuống đất à, yên tâm đi.
Coi dứa anh hai. Coi dứa hả? Gì? Con miếng cước là làm gì? Dằn dữ à. Gió cái gì rớt bây giờ, gió quá yếu. Đốt gì? Mặt mới vậy mà cũng đốt. Bình nó hòm dông lắm, dông về á. Ba con nha các bạn. Nó yếu quá, nhiều lắc không à. Con này quá nhẹ sát bay cao nè mặt trời. Rồi, hết cuồng rồi. Kéo dây không nổi. Nhiều rớt, nhiều rớt, nhiều rớt. Rớt luôn rồi. Không vô luôn rồi, rớt luôn rồi. Rơi tự do, rơi tự do. Vì anh hai bay ghê, anh hai quá đỉnh anh hai. Hướng này mới là đúng hướng mùa mưa này chứ. Rồi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Gió quá yếu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
Con lên luôn. Gió luôn. Rồi, thôi chào các bạn nha.